chẳng là lục dây nhôm miên là thạ bị ca bọt sọ bọt chôn lục dây nữa và chui lục dây và bạn chui lục dây khác còn là bạn đọc sai thì chỉ phép lục dây chui lục dây đọc mơn đi lục dây nữa và chỉ số ông phụ mình phục mà ông phụ ông ba thằng ấy này cứ nhôm thưa tầm nào tiệt đấy ông phụ mình và pleasure này cứ pleasure tour và the world tour sang và hay đấy là tam pleasure này chúng khơi nhà lục dây mình nè và đã quạt công phong thưa tầm nào rồi con chỉ mua những chai pro chỉ mua những chai pro và khơi thà cua công sản mệt tên ông phụ mình và à lời đi nhom nhom bạc là đi cứ bạc tam con mà tam con đã mới mà xuống sắp tu con tích lúc mai bằng phôn đó kia bà đã nhom thưa đã tầm nào tam phơi đi mấy nhom khơi nhà lục dây bà khơi lục dây còn chi con chỉ bồi trái pro con bà đòi miệt căn ai trai mà bộ vách bà chẳng hay à lời đi cứ nhom chọn mà xuống làm con tích bà mày lục dây miệt xuống anh chơi mau bị na lục dây mau bị hơi trái Hứa trái cho nát lúc dây, xong kịp này mua không? Hứa tam phơi nâng là hô, tôi chẳng, tôi lạch. Tôi lạch rồi? Chà, tôi lạch cho tôi hùa, biên là ca nâng tôi lạch. Đúng chẳng? Chà. Hứa ban này khá nâng lúc dây? Hứa ban là nâng phần nâng hay nâng đo. Nè, tức xót mà ni tiết đục ở thúa cho mà dù nâng mà tục sân chăm lọc tôi vô. Ồ, dù nâng mà tục sân chăm lọc tôi vô ngày mấy khinh. Cứ chạy theo con lươn khá mệt mà nhỉ. Chà, chà. Nhóm tam sang là mình toán. Nhóm tam tăng bị khá nó mà lâu rồi nó cứ nói đi. Ây, mà đông đi, tè bao giờ lục dây nơi nào vậy? Nhóm xong tè. Nụ nữ á. Tè nào lục dây? Tè nâu khối á. Nhưng chẳng? Nâu khối chà. Xong khi nữ lục dây à? Chà, chà. Ây, lục dây miên con miên chai đại thế? Miên. Con chai mà nẹ đại? Con chai bì nẹ. Bên phố sấy phố ai mấy quật sạp quật chứ ấy sạp tao ngó được quật sạp là muối sạp cho muối nơi bộ phôn nơi bộ phôn ai chẳng hoặc ngay cái miền mưa thay lục dây cái này cái mưa tinh tua chẳng ai khi bị ọt đá rồi dương hồ tư bà ai chạy pro khi tới thời chạy một cái đấy chạy tua đấy chạy tua cha mai biết tao bắt tăng vì con ngay nó tới nào vậy đang tới nã tao bắt tới tha tao hồ thí tao bắt tao ngon nữ đúng chưa dạ à đây khơi mau sao ăn tầm nắng cho hoàng ấy nơi tầm mùa phục ấy chẳng ăn thế nơi là chúng nhóm pin nữa nó đúng chưa dạ à phục có ăn thế hay chẳng coi là vụ mà nó rồi vậy nhóm mày ở đây à chả ư à chả qua vụ năm khá bay đỏ bay bay đỏ số năm nó cha ai bên ban châu liên châu ấy liên tâm ban châu liên châu là ban châu liên này cha ai lục dây bên mua hay đây lục dây nhom mua cùng mon cha ai miền bắc mà nó lục dây nhom mà dụ bảy pì ấy bảy bảy bay ấy bảy bay ấy nè cha ai luôn là mình để ấy cho ta tên nó ta ta sập tăng phía bột bay cháo lo oh chẳng luôn nơi tập pin nhẹ trái pro ấy hoàng ấy nè ai từ đây trái từ đó lại nè rồi đó nè chạy con đó nè chạy chạy chân ọt thẹt cao thế ấu đã chẳng nha là chồ làn bàn này khác là dây bữa miền trái miền bên này bàn cái phong bàn này đo bao chân từ này lụa bàn mà đấy bàn này bàn tinh tuôn bà ai bài tật ai hộp bài tật ai bài tật ai chẳng từ từ chẳng nơi miền mùi mùi tam phơi còn luộc bài luộc ai còn ao nhưng mà bà áp ai chẳng cục kia từ hào ai hộp bò hộp ai chẳng nơi khá từ chẳng từ ăn miền chuột lại bò bò cái ao lui ai chẳng thì bò ăn mà bò ăn ai chẳng nơi bà cái ao mang cái ao cái ấy khá như vậy nè cha mang cái ao đắng ai hộp bài bàn bay phê là đấy là gì hộp ta cái ao mà nắng đo ai tới cho bà kia ao lấy cái ao cho bà kia ao ba này hộp bà kia ao tinh lúa ai trai nắng tinh có cho bà lúa ai trai ban tiệt ba này hộp ao tới ai cho trai pro ao ao đại chẳng đây là phố việt mấy mấy việt ao ban tàu vượt ai cho lúa ao như chẳng mau
cho lục dây ta tôm này lục dây lục bắn sạ này tôm này cha chẳng hay đọt đi nó còn bị mai vô vì hao ở trên nơi tia vía chẳng từ từ cái lại tôm đang tính mới chúng chọn thọt ở đục phèp nằm bây giờ chạy chuồn ở ông phu mi nhà bạn ra cha ở bạn khơi như cái lại tôm quật lọp luôn nơi cái lại quật toàn miền tây nơi ông phu mi nhà bạn bà lục dây ở tôm biết tôm lục dây thọp sạ nơi thì mừng cha cha đó là sạ nơi chân nó khai của thuộc yếu bà khai về thứ ba con nông ngày mai đang bị hao ở trên nơi muối tư bà trên nơi muối kia đang cào nhé lục dây cha hay lục dây ọt đài đó chừng hay tôm này là xong chao chẳng đây tụt còn đang quay lên chẳng đây lúc muốn sầm ra nơi nơi viel chẳng mong bà hay lúc dây bị đau nói mình sọc ra nơi nào đấy lúc dây sọc nhom nắng đá sọc mai nhom cục nhom nơi xem nhiều cái tuột đó chẳng hay mà nơi này du sơn nam lúc dây hay bị đau bọc cọp rồi bò ấy vậy nhom mai miền thơ ấy thơ đặc sự đó là cái đọt đây đọt thì ở tới ăn miến ấy thứ thứ chỉ nuôi cái ấy chẳng có cả trong nơi cầm lang miến đó là bị ớt cầm lang thì lên vô tới đã hư hết trái hết đã hết trái rồi vậy này bà hay ôn từ tiên ban lôi ban cãi từ tiên ở thế hoàng ấy vậy ao vậy ao mà ngày mán từ tiên pi pon trái khổ ớt ôn nhằm bài bàn ạ mà cha anh bán bài nữa thật là Pipon bán lôi nó nhằm tật tật cho tôi bị tia cho tôi bị tia hay hiến thân ạ tìm mà này hiến thân ạ tìm pi hiến bán lên mà anh thay này đừng lắm thầm châu rồi thầm châu rồi hãy bán nàn đấy hiến ạ tìm pi mấy đây lúc dây cả hộp chọc hoàng ấy nó mấy đây hộp chọc khóa khát bị sai sai đó bị sai của ớt đó đâm từ hồi nà tiết bộ ớt sai đấy ấy cứ nhờ rồi trái thứ ấy và cọp rồi bò ấy lụa đầu ấy còn cá đó rồi nè cá đấy cha hay mình đôi bị môn món trong thơ lụa đầu đá cha lụa đá cha đò cha chẳng ngập phía phía cái phơm cái chẳng lụa muốn lụa ấy kì đấy cả là bị môn muốn trong băng nung lụa nung phải chóc tất cả lo ấy lo chẳng ngư hết luôn bà hay lục tá làm màn tăng pi số máy pol pot à trong lục dây nơi mình để ai tăng pi chấm đoán pol pot máu bà ông phụ minh phục mai bằng phôn tăng óc nia bà đời nhom thui tầm ná mà tam play đi nhom có bàn khơi lục dây pi nẹt trái pro bà khơi nhà còn miền còn môi còn nắng cái ao ấy tiết đó cái ao rồi chơi à khang na với ao ấy trai nơi chết để à phơi chuột châu chơi mò ấy trai ao khơi xong duồn tên cao chẳng nhom vô ấy trai từ lụa ở qua và thả cho dây miền còn ớt nhom thả nhom ớt màn lui nà tính một lụa ấy trai ba năm đi bảy phuần tình hồn chẳng khoản chăng làm chun căng vậy ai mua dây bà bán cái áo màu lắm bà ông phụ minh phục mai bằng phao bà đời nhom thua tầm nào bọn đi cứ chung thời từ sọc sang bàn tay nhom bán khơi lục dây này tam đòn phơi hay khơi thà pin nhẹ chơi bà khơi nhẹ cong hay lục dây quạt rơi chai chăng á bà chăng nhom khơi chăng nhom là quạt bà hay nhom tam quạt mà đau cái này đi bà hay đang xua đòn quạt làm pi sọc tục luôn nơi bảo trang ngay hay cái nhom đang miên thà bị ca đầm bay chun tới lục dây phong đai đầm bay ở bàn quạt đọt sải nhà chỉ việc hiệp bà chiếc xe quạt bàn thà bị ca thằng mẹ tinh bài tận nông nhom này mẹ tự tua tiền bà nè đào cái nhom miên thà bị ca đào sọc đào chun dương đại luôn nơi xã đọt đầm bay cứ bòn sải sọc bà tại quạt bàn ôp thầm tam là dẹ cái nhom bàn đang vay chui từ đó đồn chả cha đại con miền chỉ việc hiệp tì toal bà chương lục dây nhom miền là thạ bị ca làm vay chui lục dây khá lục dây nhé chẳng mà nó tiêu bàn chương là lục dây miền sol hoàng ấy đang miền sol là bong ôn côn môi
khang sạch khang lục dây ấy đại con nơi sọc cầm nào đấy mình đại mình so là đấy cái đi còn nơi cầm pria nằm này ấy thế hoàng ngày nhóm mày bà nơi môi pi nè đại năng môi pi nè chậm ai con luôn nơi nào đấy là vậy nắng nào nắng môi ai con bàn chui chậm chui mưa rồi vậy đấy chậm ai hoàng ngày miền con ông luôn miền chư chậm ngữ chư scat ấy hoàng ngày ắt bỏ chư đã ắt hồi tới bạn sống phiệp lo đây này lục dây này, đằng ai cái tới sống phiệp nó quan trọng, cái nào mà dương biên sống phiệp lo dương ai tới thua với bò với bò với cả bạn đây, và dương ăn biên sống phiệp lo thế cứ bỏ bả ai, tôi chỉ biên prạ phân ra có bỏ bả đây, và chẳng là lục dây nhưng biên là thạ bị ca bắt sống vào chôn lục dây nữa, và chui lục dây và bạn chui lục dây khác còn là bạn đọc slide thì chỉ phiệp lục dây, và chui lục dây đọc mơn đi lục dây nè bà ơi chui không mỗi khi ông mẹ ba này dụ về như du xa xa mãi ư bong ôn được o bà xa thuộc bà ba khi nhom mà xôm cột rụng lằng thay mà nó côn bà từ căn bong sợi đại chi mà cha thạ bị ca ôp thom tam là dạ khi nhom đi cứ bong sợi sập hol bà lại coi đôi hân rốt California ទី ក្រុង San Diego សហរដ្ឋអាមេរិក បាទ ហើយ គាត់ បាន ផ្ញើ ថវិកា ដើម្បី ឲ្យ ខ្ញុំ ជួយ ទៅ ដល់ ចាស់ ចាស់ បាទ ហើយ ខ្ញុំ បាន ដក ថវិកា ជួយ ទៅ លោក យាយ ចំនួន 100,000 រៀល បាទ អញ្ចឹង ហើយ ខ្ញុំ ក៏ សូម គ្រប់ អរគុណ ទៅ កាន់ បង ស្រី បាទ និង បួង សួង ទៅ ដល់ ទេវតា ឆ្នាំ ថ្មី បាទ និង វត្ថុ ស័ក្តិសិទ្ធិ នៅ លើ លោក សូម ប្រទាន ពរ ប្រទាន ជ័យ បាទ ស្រី មង្គល សុខភាពល្អអាយុយឺនយូរបាទទៅកាន់បងស្រីនិងក្រុមគ្រួសារផងបាទហើយនឹងជាពិសេសខ្ញុំបាទដល់សូមឧទ្ទិសនៅមគ្គផលដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះដែលជាថាបការរបស់បងស្រីសូមជូនទៅដល់ប្អូនប្រុសភីរដែលគាត់ទទួលមរណភាពបាទទៅហើយបាទសូមប្អូនទទួលយកនៅមគ្គផលនេះផងបាទហើយនឹងសូមជូនពរបងស្រីនិងក្រុមគ្រួសារជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ បាទកំបីឃ្លៀងៗឡើយបាទបាទអញ្ចឹងហើយនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទពុវុតក៏សូមអរគុណទៅកាន់អំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលកំពុងតែទស្សនានេះបាទខ្ញុំសូមគោរពអរគុណទាំងជូនពរសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងលោកយាយខ្ញុំជម្រាបលាសិនណាលោកយាយណាបាទសុខសប្បាយលោកយាយបាទសាធុបាទលោកយាយសប្បាយចិត្តទេបានក្មួយជួយបាទបានប៉ុណ្ណឹងខានរហូតពី ថ្ងៃ3 ថ្ងៃទៅទៅហួរថ្ងៃពេញចុកភ្លើងចុកភ្លើងយាយណាបាទសម្រាប់ខ្លះទៅលោកយាយបាទសម្រាប់ខ្លះទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនណាលោកយាយណាអរគុណច្រើនបាទបាទអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយដល់ឃើញលោកយាយគាត់មានភាពចាស់ជរាណាស់ទៅហើយគាត់នៅតែប្រឹងប្រែងបាទទៅរើសហេតុចាយបាទដើម្បីបានថាវិការទិញបាយទឹកនំចំណីដើម្បី ទិញបាយទឹកនំចំណីដើម្បីទទួលទានបាទនេះហើយជាជីវិតអ្នកក្រីក្រលំបាកត្រូវតែប្រឹងប្រែងបាទដើម្បីបានថវិការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពទោះជាលំបាកលំបិនយ៉ាងណាហត់នឿយយ៉ាងណាមិនថាថ្ងៃមិនថាយប់គឺត្រូវតែតស៊ូបាទធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗដើម្បីទទួលបានថវិការដើម្បីទិញបាយទឹកនំចំណីទទួលទាន បាទអញ្ចឹងហើយជីវិតលោកយាយពិតជាគួរអាណិតមែនតែនបាទបាទនឹងហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះទេអ៊ំពូមីងបាទក៏សូមជម្រាបលាបាទជូនពរសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទ